Đại sale các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên trung tâm điện máy Ngọc Mai có một chương trình sale tặng giảm giá đặc biệt cho tất cả những bác nào mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Có rất là nhiều các sản phẩm điện máy, máy móc và dụng cụ đồ nghề hôm nay rất chi là nhiều. Và tất cả thì sẽ đều được giảm giá đến kịch sàn. Các bác mà đang theo dõi và xem được cái video này, các bác có nhu cầu quan tâm đặt mua sản phẩm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên màn hình để mình chốt đơn nhé. Hôm nay em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm mới về. Và mặc dù là sản phẩm mới về kho nhưng mà em sẽ có cái chương trình sale tặng với mức giá rất là hời cho các bác nhà mình luôn. Một mã sản phẩm đầu tiên thì em sẽ gửi tới các bác một con máy khoan pin 13 ly. Một cái mã sản phẩm mà bị hết hàng đấy cả mấy tháng nay rồi. Hôm nay là mới có hàng quay trở lại thôi các bác ạ. Nhưng mà thật sự luôn là hôm nay về cái lô hàng này thì nó cũng số lượng nó cũng không có nhiều đâu. Nên là hôm trước mà bác nào mình chưa chốt được đơn thì các bác có thể nhanh chóng mình đặt hàng sớm cho em. Thì đây là cái bộ khoan pin 13 ly của Kutan các bác ạ. Với cái bộ khoan pin 13 ly của Kutan này này á, nó sẽ là cái hàng chính hãng này, thiết kế là logo dập lỗ trên máy như thế này. Hàng 3 chức năng nhá, có búa khoan tường và điều chỉnh được 20 cấp chuột. Đặc biệt con máy này nó sẽ sử dụng là đầu Autolock 13 ly và có khóa trục luôn các anh ạ. Thường á, thì những cái dòng 13 ly mà có khóa trục canh ra thì chúng mua nó toàn tầm cỡ 1,2,3 triệu trở lên thôi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì tại cái video này các anh sẽ mua được cái con máy khoan pin hàng chính hãng luôn mà với thiết kế đầu Autolock 13 ly. Với mức giá của nó chỉ có 850.000 đồng thôi. Và đây là một cái sản phẩm em bán tặng nha. Nên là bác nào mà ưng cái mã này thì mình có thể nhanh tay mình đặt hàng sớm cho em. Chốt đơn đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là máy khoan pin 13 ly màu xám của Kutan. Với mức giá ngày hôm nay thì chỉ có 850.000 đồng thôi. Chọn bộ đầy đủ như thế này và em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đây nha, một bộ đầy đủ gồm một thân máy, hai bi và một sạc. Máy thì phải nói rằng là bao đẹp, bao chất lượng, nó đẹp luột là từ trên xuống dưới luôn. Pin của nó sẽ là theo hai cái quả pin 10 cell và chân pin thông dụng như thế này. Các bác nghe cái tiếng máy nhá. Đấy, khỏe cực kỳ là khỏe luôn. Hàng chính hãng, logo dập lỗ như này luôn. Đây này, ở cái chỗ này nó còn có thêm một cái móc treo máy ở trên lưng như thế này nhá. Để khi mà các bác làm việc ở trên cao á, mình có thể thuận tiện treo móc máy vào đâu cũng rất chi là ok, thuận tiện và dễ dàng. Và mức giá thì có 850.000 đồng thôi, quá trời là rẻ luôn. Riêng cái mã này hôm nay bác nào không mua không chốt là tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Đây là cơ hội có 102 để các bác có thể sở hữu ngay được một con máy khoan pin đa chức năng hàng chính hãng mà mức giá siêu rẻ luôn các bác nha. Đây là khoan đầu kẹp 13 ly. Ngoài ra thì em sẽ còn mấy cái bộ khoan 12V như thế này. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là máy khoan pin 12V màu xanh nhá. Chọn bộ đầy đủ như thế này cho em này. Là mức giá cho em ngày hôm nay có 280.000 đồng thôi các bác ạ. Thì đây sẽ là một con máy khoan pin mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí ngon bộ rẻ nhất. Một bộ đầy đủ theo 2 bi với 1 sạc nhá. Pin 12V, pin tròn, chân pin tam giác. Máy đầu nhựa tự xít 10 ly như thế này. Hàng 2 chức năng, có chức năng khoan và chức năng bắn vít này. Chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là máy khoan pin 12V màu xanh với mức giá chỉ có là 280.000 đồng thôi. Còn bên này thì em sẽ giới thiệu tới các bác là một con máy bu lông pin mà hàng ngon bổ rẻ nhất luôn cho em nhé. Đây cái mã này. Lên đơn mã này đặt hàng thì các bác gọi cho em là bu lông bốc sun 330 N. Với mức giá ngày hôm nay trời ơi chỉ có 550.000 đồng thôi các bác ạ. Đấy, một bộ thì đầy đủ như thế này luôn. Gồm một thân máy này, hai pin với một sạc đi theo. Pin sẽ là pin 10 cell nha. Xài là xài chân pin phổ thông tiện lợi lắm. Và lực xiết thì là 330 N này. Mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 550.000. Chốt đơn đặt hàng canh nhớ đọc đúng mã cho em. Canh gọi cho em là bu lông bốc sun 330 N với mức giá 550.000 cho một bộ sản phẩm đầy đủ theo 2 bi và 1 sạc luôn. Con này nó sẽ là dòng pin trâu và xài chân pin phổ thông cực kỳ là tiện lợi. Hàng ngon bổ rẻ nhất trong các mã máy bu lông pin nha. Và tiếp theo thì sẽ là một con máy khoan pin đầu 10 ly cho em ạ. Đây, cái mã này thì với mức giá thì phải nói rằng là cực kỳ là hời luôn mà các bác mua được hàng chính hãng luôn. Và đây thì sẽ thiết kế là một combo. Một combo này thì sẽ gồm một thân máy này, hai pin với cả một sạc. Pin của nó sẽ là pin 10 cell, pin châu 10 cell đi kèm như thế này cho em. Đặc biệt với mức giá ngày hôm nay chỉ có là 550.000 đồng thôi là một combo đủ bộ như thế này. Đây là một combo theo hai pin, thế nhưng mà nó không có hộp đựng nha canh nhá. Anh nào có nhu cầu muốn mua thêm hộp đựng thì canh báo cho em. Đấy, nguyên bộ như thế này này. Máy thì là máy 3 chức năng này.
Trời ơi, khỏe cực kỳ là khỏe luôn cho em. Máy 3 chức năng đầu Autolock 10 ly có khóa trục nha. Cái này hàng chính hãng của Elec luôn. Thì lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là combo khoan pin 10 ly của Elec với mức giá 550 ngàn là canh nhận về đủ bộ như màn hình. Gồm một thân máy, hai pin, một sạc. Cái này không có hộp đựng nha. Anh nào muốn mua thêm hộp đựng canh báo để nhà em sẽ kiếm thêm hộp đựng cho canh. Còn nguyên một combo như thế này đi theo là nó không có hộp đựng đâu. Anh nào muốn mua thêm hộp đựng nhớ báo em nhá. Và con máy này thì nó sẽ là máy không thể than đấy canh ạ. Xài rất chi là tiết kiệm pin. Mà đầu máy thì nó sẽ là đầu Autolock và có khóa trục luôn cho em nhá. Cái này thì để phục vụ cho những anh nào, bác nào làm thợ mình cần con máy mà bắn vít này, nhỏ gọn nhẹ nhàng, làm không bị mỏi tay mà pin trâu giá rẻ, thì canh hãy tham khảo sở hữu luôn cái mã sản phẩm này. Máy thì là bao đẹp, bao chất lượng và giá em bao sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Tiếp theo thì sẽ là một bộ máy bu lông pin mà hôm nay em đang có cái chương trình sale tặng với mức giá rẻ luôn. Các bác chốt đơn mã này cho em này. Các bác gọi cho em là bu lông Workfit 360 Newton tặng hai đầu chuyển. Đấy, em sẽ tặng cho các bác một cái đầu chuyển vít, tặng các bác một cái đầu chuyển khoan. Riêng cái mã bu lông này hôm nay em có cái chương trình tặng nha. Những cái mã bu lông khác là các bác mua là không được tặng kèm theo đầu chuyển đâu. Hôm nay riêng cái mã này mình đang được tặng theo đầu chuyển. Thì là các bác hãy nhanh tay. Máy thiết kế màu xám xi măng cực đẹp, logo dập lửa trên máy như thế này. Lên đơn thì đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Workfit 360 Newton tặng kèm hai đầu chuyển. Đấy, các bác nhớ đọc thêm cái từ là tặng kèm hai đầu chuyển vào cho em để các bạn nhà em sẽ gửi đủ đồ cho các bác, bởi vì là cái chương trình quà tặng này em chỉ tặng trực tiếp ở trên cái video này thôi. Và mức giá của nó thì sẽ là 799.000 đồng, em bao phí ship các bác nha. Lên tiếp theo là một con máy mài pin. Đây là máy pin hàng chính hãng của Elec các bác ạ. Máy cực kỳ là êm. Một bộ sản phẩm thì đầy đủ như thế này. Gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một hộp đựng. Đi theo có cả tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi cho em. Đặc biệt ngày hôm nay với phân khúc giá có 750.000 đồng được bao phí ship canh nhá. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là chọn bộ máy pin của Elec với mức giá 750k. Mức giá quá tốt luôn. Đấy, con này thì theo hai pin 10 cell trên pin phổ thông, cực kỳ là tiện lợi, ok và giá rẻ như này cho em. Và tiếp theo này, ngày hôm nay thì em về lỗ được khoảng chừng độ 10 bộ máy bu lông búa to của Boxun. Cái bộ Boxun này này các bác này. Cái Boxun này là Boxun 600 Newton, lực siết của nó rất là mạnh. Đầu bu lông 1/2 đầu đặc như này cho em. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Boxun 600 Newton với mức giá ngày hôm nay thì chỉ có là 1.050.000 đồng, em bao phí ship. Đấy, nguyên bộ đủ như thế này nhá. Theo hai bi vào một sạc, đầu bu lông 1/2 đầu đặc, rất là đa năng luôn. Đấy, lực siết mạnh. Đây là máy bu lông búa to lực siết mạnh nha. Và con này theo hai pin 10 cell với mức giá là 1.050.000. Đây là mẫu bu lông Boxun 600 Newton nhá, nó sẽ là đầu đặc đấy. Và em có cả cái mã bu lông Boxun mà loại 850 Newton các bác ạ. Đây này, cái mã này này. Mã này là mã 850 Newton này. Bu lông Boxun 850 Newton thì hôm nay có mức giá cho em là 1.400.000. Trời ơi, khỏe dã man luôn. Con này nó sẽ theo hai khối pin 15 cell cực trâu như thế này, loại 3 đèn led và đầu bu lông đầu đặc luôn cho em nhá. Đấy, cái này đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Boxun 850 Newton này, mức giá là 1.400.000 này. Còn bên này là một bộ máy bu lông Workfit 470 Newton. Trời ơi, con này đẹp, đẹp dã man luôn, đẹp luột là luôn đấy các anh ạ. Con này thì phải nói rằng là hết nước chấm luôn. Một bộ là đầy đủ như này. Đấy, một thân máy này, hai pin, một sạc, bộ phụ kiện như thế kia cho em. Đó, lên đơn nhá, đặt hàng nhá, canh gọi cho em là bu lông Workfit 470 Newton, loại có phụ kiện nhiều. Đấy, với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 1.050.000 đồng thôi. Đấy, và em còn có cái mã bu lông 3/4 đây này canh này. Với cái con bu lông Workfit 3/4 này thì nó sẽ theo hai khối pin 15 cell, mà con này khi mà các bác chốt ý, con này thì khỏe vô địch thiên hạ luôn canh ạ. Chốt cái mã này thì canh lưu ý cho em là về cái trọng lượng của máy. Trọng lượng thân máy của nó là 3 kg. Pin của nó này lặng 8 lạng, cho nên là một thân máy lắp với một quả pin 15 cell như thế này thì của nó sẽ là lặng 3 kg 8 canh nhá. Một bộ thì đầy đủ theo hai pin 15 cell. Và hôm nay thì em sale giảm giá trên 9 cho canh là với mức giá 2.700.000 cái bộ này.
ra thị trường cây nhất định sẽ phải mua với mức giá khoảng chừng 4 triệu, 5 triệu. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai, các bác sẽ mua được cái bộ bu lông quốc fit 3/4 này với mức giá 2,7 triệu. Đấy, số lượng thì em chỉ còn có 2 bộ thôi. Nên là anh nào chốt thì là mình nhanh tay là mình sẽ có đơn luôn. Bên này thì em còn có cái con máy mài hai đầu loại có giấy nhám đây này canh này. Cái bộ này đặt hàng canh gọi cho em là máy mài hai đầu loại có giấy nhám. Con này có giá 1 triệu 150 ngàn cho em nhé. Hàng chính hãng của Toboki. Nó sẽ là một đầu là có lưỡi mài và một đầu là có giấy ráp như thế kia. Các bác sử dụng tiện lợi lắm. Các bác đặt hàng gọi cho em là máy mài hai đầu loại có giấy nhám. Mức giá là 1 triệu 150 nghìn này. Còn bên này sẽ là cái bộ máy cưa kiếm của Hukan loại không chổi than. Cái bộ cưa kiếm này nó sẽ theo hai cái quả pin 10 xem pin chống cháy. Được tặng kèm thêm 4 cái lưỡi cưa này luôn. Đấy, lưỡi cưa nó siêu dài luôn. Máy này thì là máy không chổi than nhé. Đấy, nguyên bộ như thế này này. Các bác đặt hàng gọi cho em là cưa kiếm, chọn bộ cưa kiếm không than của Hukan. Mức giá là 2,050,000 nhá. Cái này em sale giá lỗ đấy, cái này em còn có đâu có một bộ thôi. Đấy, và bên này nữa này. Bên này thì là sẽ là cái bộ bu lông Hukan 520 luton. Em cũng chỉ còn một bộ thôi. Cái này bình thường là giá 2,2 triệu cơ. Nhưng mà hôm nay em hết hàng rồi, em sale tặng cho các bác luôn là giá 1,850,000. Đấy, gọi là thanh lý lốt cho nó gọn mẫu thôi, chứ con này các bác xài êm lắm. Con này nó là đầu bu lông 1/2 đầu đặc đấy. Con này là em sale riêng cái con này hôm nay sale lỗ là lỗ mấy trăm nghìn luôn. Anh nào mà không chốt mã này là tiếc nhá, có đúng một bộ duy nhất thôi. Thì cái bộ này sẽ theo hai pin 10 sale nó nguyên hộp như thế này này. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Hukan mã 520 luton nhá. Giá là 1,880,000 cho em này. Tiếp theo bên này thì em còn một cái bộ máy khoan bê tông bi của Hukan. Đấy. Cái này là mã 2808BL đấy. Cái bộ này là nguyên hộp đây ạ. Theo hai quả pin 10 xe pin chống cháy nhá. Có theo 20 đục 30 khoan luôn. Hàng 3 chức năng có đảo chiều và con này thì bao xài công trình luôn. Nếu như mà chốt đơn mã này thì đặt hàng canh gọi cho em là chọn bộ bê tông bi của Hukan loại màu vàng. Bình thường cái giá của nó là 2,4 triệu. Thế nhưng mà hôm nay trên tại cái video này em sẽ sell cho các bác là giá 2,1 triệu. Và cái mã này em cũng sell lỗ là lỗ gần 300 nghìn một con luôn. Nên là anh nào nhanh tay là có nhé, chứ chậm chân chậm tay là hết đấy. Bởi vì em chỉ còn có đúng một bộ duy nhất thôi. Anh nào mà có máy bu lông 1/2 rồi mà mình chưa có những cái đầu chuyển vít, đầu chuyển khoan thì hôm nay canh có thể nhanh tay liên hệ bên em. Thì đây sẽ là những cái combo đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan mà canh chuyển từ bu lông 1/2 sang đấy. Cái đợt này em có cái chương trình sale tặng giá rẻ lắm canh nhá. Như cái này là cái đầu chuyển vít này. Một cái đầu chuyển vít như thế này giá có 30k thôi. Cái này canh gọi cho em là đầu chuyển vít. Đấy, lên đơn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp em số điện thoại trên màn hình và chốt đơn canh gọi cho em là đầu chuyển vít nhá. Đầu chuyển vít có 30k thôi. Cái này là các bác sẽ chuyển từ bu lông 1/2 sang cái chuyên vít như thế này này. Thì các bác khi mà bắn vít mình nó sẽ giữ vít cực kỳ là chắc chắn, nó không có bị rơi vít nhá. Đấy, chốt đơn các bác nhớ đọc đúng mã cho em gọi cho em là đầu chuyển vít. Giá là 30k. Còn cái này là cái đầu chuyển khoan này. Đấy, cái này là đầu chuyển khoan. Thì đặt hàng cái mã này các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang khoan nhá. Đấy, đầu chuyển từ bu lông sang khoan. Và khoan này là sẽ sang đầu ma danh 10 ly các bác nhá. Đầu ma danh 10 ly. Các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang ma danh khoan 10 ly. Đấy, và em sẽ gửi cho các bác là loại ma danh nhựa như thế này. Đấy, loại ma danh nhựa để cho nó nhẹ. Đấy, và cái này thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Mỗi một cái combo đầu chuyển khoan này thì nó sẽ có hai mảnh. Đấy, một mảnh là cái đầu chuyển và một mảnh là cái ma danh như thế này. Thì đây các bác nhìn đây, đây nó sẽ là những cái đầu chuyển nhá. Đấy, em cứ đóng theo là bộ một bộ một như thế kia. Thì về các bác xoáy lại như thế này này. Đấy, cái đầu chuyển là xoáy với cái ma danh như thế này. Giá có 70 nghìn thôi. Đấy, đặt hàng nhá các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông 1/2 sang ma danh nhựa 10 ly. Đấy, và mức giá là có 70k. Hôm nay thì bác làm mua một combo như thế này này. Đấy, một cái đầu chuyển vít rồi lại một cái đầu chuyển khoan như thế này nữa, giá có 100 nghìn thôi. Các bác nhớ là đọc đúng mãi cho em nhá. Gọi cho em là đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan giá 100k, nhưng mà các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang ấy, để cho các bạn nhà em biết là các bác đang mua từ máy bu lông sang. Vì là nhiều khi nó có cả những cái đầu chuyển mà từ bê tông sang hay là từ chuyên vít sang là cũng có luôn các bạn. Hôm nay thì đang có cái mức giá tốt, giá hời lên là các bác thì mình chốt đơn thì mình nhanh tay nhá. Cái này là một cái sản phẩm em bán tặng đấy. Đấy, gọi là tặng để cho những bác nào mà mình đang sở hữu những con máy bu lông 1/2 rồi mà mình đang chưa có những cái đầu chuyển như thế này, mà mình đang chưa biết mua ở đâu, thì hãy liên hệ trực tiếp em số điện thoại trên màn hình nhá.
Và đây là một cái mẫu bếp củi thông minh không khói, một cái mã sản phẩm cực kỳ là tiện ích, phù hợp cho mọi người mọi nhà các bác ạ. Hôm nay thì bên em mới ra lò một cái số lượng rất chi là nhiều, và em đang có một cái chương trình sale tặng cho các bác nhà mình luôn. Hôm nay thì các bác sẽ được mua bếp củi với mức giá tại xưởng các bác nhá. Em bảo hành cho các bác là mức giá chỉ bằng một nửa giá thị trường thôi. Và bếp củi bên em sẽ là loại xịn sò nhất, đẹp nhất thị trường. Chất liệu của nó sẽ là chất liệu thép Nga các bác nha. Chất liệu thép Nga thì là một cái chất liệu thép rất chi là dày dặn, đẹp, chắc chắn và sẽ có sức chịu nhiệt rất chi là tốt. Em sẽ làm hai size bếp này. Cái này là cái bếp size bé. Đấy, bếp củi size bé thì mặt bếp sẽ có đường kính là 30cm. Và gọi là bếp size bé thôi, nhưng mà các bác sẽ đun nấu được những cái lồi nước trọng lượng lên tới là 100kg. Thì với cái bếp size bé này hôm nay giá chỉ có 99.000 đồng thôi. Nếu như mà ra thị trường thì chắc chắn rằng là các bác sẽ phải mua với mức giá khoảng chừng 250 cho đến 270. Ngày hôm nay thì mua được cái mức giá 99.000 quá chi là rẻ luôn. Lên đơn đặt hàng thì kênh liên hệ em số điện thoại trên màn hình, và chốt đơn thì kênh gọi cho em là bếp củi size bé nhá, giá 99k. Còn bên này là cái bếp củi size to này. Bếp củi size to thì sẽ có mức giá là 199k. Và bếp củi size to thì sẽ có mặt bếp của nó sẽ có đường kính là 40cm đấy ạ. Và bởi bếp củi size to thì canh có thể đun nấu được những cái lồi nước lặng tới là 2 tạ. Và cái đợt này em còn làm cái loại có giá đỡ củi như này nhá. Đấy, cái giá đỡ củi như thế này, những cái bếp mà có giá đến như này, để khi mà các bác đun nấu á thì là mình đút củi vào nó còn cái mẩu nhỏ nhỏ thì nó sẽ không bị rơi xuống đất mà nó sẽ đọ lại ở đây. Đó, còn nếu như mà bình thường á, thì các bác cứ lấy cái loại không đợ là mình xả là cũng ok rồi đấy. Đấy, nhưng mà cái đợt này có thêm một cải tiến là có cái đợ củi này. Thì nếu như mà bác nào muốn lấy cái loại có đợ củi thì là cộng thêm 20k một cái nhá. Ví dụ như là cái bếp bé không đợ này thì giá của nó sẽ là 99k. Còn cái bếp có đợ thì là đắt tiền hơn 20.000 nữa. Đấy, thì bình thường các bác cứ gọi cho em là bếp củi xay bé này hoặc là bếp củi xay to này. Bác nào muốn lấy cái có đợ thì bảo cho em là đặt gửi cho anh cái bếp củi xay bé loại có đợ củi nhá, thì là các bạn nhân viên nhà em sẽ biết là các bác muốn mua cái mẫu nào để lên đơn đúng cái mã đó. Và với những cái bếp củi này thì các bác nhìn đây, với thiết kế này, hai bên thì nó sẽ có tay xách như này nhá. Đấy, hai bên là sẽ có tay xách này, có bốn cái chân như thế này và loại bếp ba kiềng. Đấy, cái bếp này thì nó sẽ thiết kế rất chi là đẹp, mà các bác đun nấu thì nó sẽ không có bị khói đâu. Khi mà các bác nhóm lửa lên rồi, có lửa cháy lên rồi, nó sẽ không có khói một tí nào. Cho nên là các bác đun nấu nó sẽ không có bị quét mắt giống như là mấy cái loại bếp ba kiềng mà các bác sử dụng mọi năm đâu. Mà đặc biệt này, với cái mức giá rẻ nhưng mà với cái sản phẩm này nhá, em khẳng định các bác này, mức giá bằng có 1-2 bát phở bò thôi, nhưng mà các bác mua về dùng 3-4 năm không hỏng. Đấy, trời ơi, lốp bền lắm luôn. Nó có hai cái tay xách như thế này để các bác có thể dễ dàng di chuyển này. Nếu mà nhà mình có công có việc ấy, mình có thể mang ra ngoài sân này, mang ra ngoài cổng hay là mang ra góc vườn, mình vẫn có thể đun nấu được bình thường. Với cái bếp xay bé này, nếu như mà các bác mà đi chơi, đi dã ngoại này, mình có thể mang theo, mình đi lướng cá chỉ, lướng cá mực là ok lắm luôn. Còn với cái bếp xay to ấy, là Tết là mình có thể mang ra mình luộc bánh chưng nhá. Và với một cái bếp củi tiện lợi như thế này, các bác vừa có thể sử dụng này, mình nấu cơm kho cá này, luộc bánh chưng này, hay là đến, nhất là đến mùa đông ấy, miền Bắc là thường đến mùa đông rất là lạnh phải không ạ? Các bác có thể sở hữu ngay một cái bếp củi thông minh như thế này, mình có thể sử dụng để sưởi ấm trong mùa đông, cực kỳ là tiện lợi luôn. Mà mức giá thì thật sự luôn à, đúng chỉ bằng 1-2 bát phở bò thôi, nhưng mà các bác dùng nó bền, cực kỳ là bền luôn. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua bếp củi thông minh mà mức giá tại xưởng thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp em ngay nhá. Số điện thoại em để sẵn trên màn hình rồi, các bác chỉ cần alo một cái cho em địa chỉ số điện thoại là em sẽ nhận ship tận nhà cho các bác. Kể cả các bác mua một chiếc, đấy, mua một chiếc em vẫn ship tận nhà các bác nha. Đấy, mua một chiếc, hai chiếc là tùy theo cái nhu cầu sử dụng. Em xỉ lẻ trên toàn quốc nha các bác nha. Và mức giá ưu đãi rẻ nhất là các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em, mua hàng sớm, đặt hàng trực tiếp luôn trên cái video này, mình sẽ mua được cái mức giá tốt nhất nha.